Hoàng Đức ngày hôm nay với những gì mà cầu thủ áo số 14 của Mai Việt Nam đã thể hiện, anh xứng đáng có được bàn thắng quyết định này. Bàn thắng tuyệt vời. Chúng ta một lần nữa được xem lại siêu phẩm của Hoàng Đức. Đủ không gian và thời gian để thực hiện một cú Nada Bắc vào lưới khung thành của Nadio. Những sự kiên nhẫn, sự bình tĩnh và quyết tâm của cao trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã mang về bàn thắng 2-1. Một màn ngược dòng rất tuyệt vời của các cầu thủ áo đỏ. Đó là những gì mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất mong chờ ở thời điểm này. Chúng ta đã có những thời khắc bùng nổ trong hiệp 2.